Trân trọng kính chào khán giả Người Việt TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin trong ngày. Hôm nay là ngày thứ năm 19 tháng 10 năm 2023. Thưa quý vị, chiến sự ở tại Trung Đông tiếp diễn và có nhiều nạn nhân. Cho đến nay thì cả bên Israel cũng như Palestine khoảng chòm chèm hơn 4.000 người bị thiệt mạng. Nhưng điều đáng nói là một bác sĩ người Palestine gốc Anh ở giải Gaza cho hãng thông tấn Reuters biết là 40% nạn nhân mà nơi ông chữa và giải phẫu là trẻ em. Đó là bác sĩ Ghassan Atusita nói với hãng thông tấn Reuters như thế này: ở phòng mổ của tôi 40% trường hợp là trẻ em và ông này là bác sĩ giải phẫu. Ông nói chuyện này ngày hôm qua trong khi giải phẫu các nạn nhân trẻ ở tại bệnh viện El Shifa ở khu vực Gaza. Ông cũng cho biết là ngày hôm thứ Ba, 17 tháng 10, ông làm việc tại bệnh viện El Hi El Arabi ở giải Gaza. Đây là cái nơi, cái bệnh viện mà bị vụ nổ lớn mà gần 500 người bị thiệt mạng. Ông kể lúc đó ông đang làm việc trong phòng mổ thì tự nhiên cái trần nhà rớt xuống ngay trên đầu ông và những bác sĩ khác. May mắn là ông chạy kịp ra ngoài sân và ông thấy rất nhiều thi thể cũng như là những người bị thương nằm bên ngoài. Và ông có chữa cho một người đàn ông mà cái chân bị nổ banh cạc. Chúng ta biết là kể từ ngày 7 tháng 10 khi mà nhóm Hamas tấn công vào Israel thì Israel đã thề là sẽ xóa sổ nhóm này và họ đã pháo kích liên tục vào cái giải Gaza. Và qua cái lời kể của bác sĩ này thì cho thấy rằng là thưa quý vị, bất kỳ cuộc chiến tranh nào cũng vậy, thường thường nạn nhân là trẻ em và phụ nữ. Mặc dù người ta không ngạc nhiên, nhưng mà ta ngạc nhiên là bởi vì sao tới 40% trẻ em ở trong cái số người bị thương mà những bác sĩ này kể. Nếu quý vị để ý thì thấy dân ở giải Gaza rất là trẻ, trẻ rất nhiều. Ở dưới 50% dân ở đây độ tuổi từ 40 trở xuống và cái số trẻ em mà 13 tuổi trở xuống rất là đông. Và ở đây thì thưa quý vị, người ta chết nhiều quá rồi, người ta bảo sao chết nhiều khổ quá mà sanh đẻ nhiều vậy, tại sao trẻ vậy, người già ít. Thì ở Việt Nam ta thường hay nghe cái câu là khi mà thấy gia đình nó đông con, ta hỏi có phải ở gần đường rầy xe lửa không? Thì ở đây những người này không ở gần đường rầy xe lửa, nhưng mà tình trạng Gaza nó bị Israel với lại Hamas trong mấy chục năm qua là pháo kích qua lại ngao bầm, thì tôi nghĩ nó còn hơn cả tiếng xe lửa, đường rầy xe lửa đó. Thì đó lý do tại sao mà cái số trẻ em, số người trẻ nó tăng nhanh là như thế. Sang qua tình hình giữa Hoa Kỳ và Venezuela, ngày hôm qua chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết là họ sẽ giảm bớt cái gọi là cấm vận đối với Venezuela để Venezuela có thể bán dầu cũng như các công ty đầu tư dầu của Mỹ có thể đầu tư vào đây. Đây một cái thỏa thuận này theo chính quyền Biden cho biết được thực hiện với điều kiện là chính phủ của ông Nicolas Maduro năm tới phải để cho có cuộc bầu cử tự do. Theo Bộ Tài chính cho biết là cái nới lỏng cấm vận này chỉ có giá trị trong 6 tháng. Và nếu ông Maduro không cho bầu cử tự do vào năm tới thì Hoa Kỳ có thể vẫn siết lại. Và với cái nới lỏng cấm vận như này thì dầu hỏa của Venezuela có thể bán ra thế giới. Người ta không chắc là có làm giảm được cái tình trạng mà giá dầu tăng cao hay không, nhưng mà ít nhất nó giảm được một phần nào đó, hoặc là nó làm cho giá dầu không tăng, người ta hy vọng như thế. Thì ngay lập tức chính quyền của Biden đã bị nghĩa là các vị dân cử bên Cộng hòa chỉ trích. Ví dụ như bà Thượng nghị sĩ Mia Lukowski, bà nói rằng là bà không thể chấp nhận là ông Biden có thể nới lỏng cái cấm vận đối với một chế độ mà độc tài như của ông Nicolas Maduro để mà có dầu hỏa, trong khi ông lại cấm khai thác dầu ở Alaska của chúng tôi. Chúng ta biết là bà Lisa Murkowski là đảng Cộng hòa, đại diện tiểu bang Alaska. Tiểu bang Alaska là cái nơi mà thiên nhiên còn nhiều lắm và nhiều công ty dầu hỏa muốn lên đây khác khai thác dầu, nhưng mà ông Biden không cho vì ông bảo vệ môi trường. Rồi ngay cả những dân biểu khác, những thượng nghị sĩ khác đều chỉ trích chuyện này. Mà nó có cái áo âm lạ là trong khi bà con cứ la là giá dầu tăng quá, bây giờ nới lỏng cấm vận cho cái ông Maduro bán dầu ra thì lại làm. Bởi vì người ta lại bảo ông để độc tài, tức là mình sai mình chơi độc tài. Thì thưa quý vị, chúng ta cũng mua dầu của Saudi Arabia cũng độc tài đâu khác gì Maduro đâu. Mà ngay cả cái ông Hoàng Thái Tử MBS là còn chủ mưu giết ông nhà báo Khashoggi của báo Washington Post trước đây đó, mà chính quyền Donald Trump cũng vẫn chơi. Và ngay cả chính quyền Joe Biden khi mà lên làm tổng thống cũng ham he, nhưng cuối cùng cũng đi sang không bắt tay mà hai năm đấm đưa thế này. Thì thưa quý vị, cuối cùng con người ta cũng cần dầu hỏa và cần tiền và tiền, thành ra những cái lý tưởng đó thì ai nói cũng được hết, nhưng trên thực tế nó khác.
Và liên quan đến chuyện bầu cử chủ tịch Hạ viện ở tại Hoa Kỳ, chúng ta biết ngày hôm qua dân biểu Jim Jordan của Đảng Cộng hòa tiểu bang Ohio đã không có đủ 217 phiếu, ông chỉ có 199 phiếu mà thôi. Ông sụt mất một phiếu so với ngày trước đó được 200 phiếu. Thì một trong những chiến thuật của những người ủng hộ ông Jordan đó là hăm dọa và bully, tức là ăn hiếp, hà hiếp những vị dân biểu Cộng hòa nào không bỏ phiếu cho ông. Thì trong đó có một người là bà nữ dân biểu Marianette Miller-Mitch của tiểu bang Iowa. Ngày hôm qua bà cho biết là bà đã bị đe dọa mạng sống bởi vì bà không bầu cho ông Jordan. Bà không nói rõ là đe dọa như thế nào, và nhưng mà FBI đang điều tra cái chuyện này để xem ai là người đe dọa bà. Và chúng ta biết là ông Jordan á, ông là cái người mà cực hữu. Những cái người mà ủng hộ ông là đa số là thành phần MAGA, tức là những người ủng hộ ông Donald Trump. Thì trong thời gian qua họ đi xuống các cái địa hạt của các vị dân biểu mà trung dung mà không chịu bỏ phiếu trong Jordan, họ hăm dọa là nếu quý vị không bỏ phiếu trong Jordan thì trong cuộc bầu cử sơ bộ thì tới chúng tôi sẽ hạ thủ quý vị. Nhưng mà cái chính sách này nó bị gọi là phản tác dụng. Và ngày hôm qua đã có 22 vị dân biểu Cộng hòa không bỏ phiếu cho ông Jordan. Về phía phát ngôn viên của ông Jordan cho biết là ông Jordan không chủ trương cái này. Ông chủ trương là gọi từng người vận động họ, chứ ông không làm cái chuyện đi gọi là hăm dọa. Hăm dọa là tạm biết người ủng hộ hăm dọa. Nhưng mà họ không có nói cái chuyện là ông Jordan cũng không dám nói những người mà vận động cho mình là ngưng hăm dọa người ta. Tức là ông Jordan cũng không làm gì được luôn, hoặc là ông làm lơ cho cái chuyện đó. Thành ra cái kết quả là ông bị ngày hôm trước 20 người chống ông, thì ngày hôm qua là 22 người chống ông. Và ngày hôm nay theo dự trù ông xin có một cuộc bỏ phiếu cuối cùng phải hoãn lại. Bây giờ ông chờ thời. Và ông đang đề nghị là cái ông dân biểu Patrick McHenry tạm thời làm chủ tịch Hạ viện có thêm một số quyền. Nhưng mà điều này không biết có được hay không. Đó. Trở lại với tình hình kinh tế của nước Mỹ thì thưa quý vị, báo cáo Bộ Lao động cho biết là hồi tuần trước số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong 9 tháng qua, tức là kể tháng giêng tới giờ. Điều này cho thấy tốc độ tăng trưởng việc làm mạnh mẽ tiếp tục trong tháng 10. Và tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động vẫn còn cao. Đây là sự sụt giảm bất ngờ về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu được Bộ Lao động báo cáo hôm nay. Và cái này cũng cho thấy là mức doanh số bán lẻ ổn định và sản xuất kỹ nghệ vững chắc trong tháng 9. Và cho thấy nền kinh tế vẫn duy trì được cái sức mạnh của nó. Các dữ liệu kinh tế lạc quan củng cố một cái điều là, thưa quý vị, có thể ngân hàng liên bang họ đang tính cái chuyện là tăng lãi suất. Bởi vì kinh tế mà tăng cao thì lạm phát không thể nào xuống được. Đó. Thì một cái điều nữa mà bây giờ các công ty đó, lý do mà đơn xin trợ cấp thất nghiệp nó giảm là bởi vì các công ty họ biết là có những rủi ro phía trước, là có thể là trong những ngày tới kinh tế nó phức tạp. Nhưng có điều là họ không dám nhả nhân viên ra, họ vẫn phải tăng lương để giữ nhân viên lại. Bởi vì bây giờ rất khó tìm nhân viên. Đó. Ngay cả cái thị trường lao động bây giờ nó vẫn còn cần rất nhiều người làm, mà vẫn có nhiều việc làm mà không có người làm. Đó. Thành ra là cái số người xin trợ cấp thất nghiệp nó giảm là như vậy. Bởi vì nếu các công ty họ thải người ra thì số người xin trợ cấp thất nghiệp nó tăng lên, đúng không? Vì các công ty vẫn phải giữ những người này. Thành ra là mặc dù kinh tế nó có những cái bất ổn, nhưng mà cái số người xin trợ cấp thất nghiệp nó lại không tăng cao. Đó. Thì theo như Bộ Lao động cho biết là cái tuần vừa rồi, cái số mà đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm 13.000 xuống mức là còn 198.000 mà thôi. Tính đến ngày 14 tháng 10, đây là mức thấp nhất kể từ tháng giêng. Đó. Trong khi đó thì ông Jeremy Powell, chủ tịch ngân hàng liên bang, thì ngày hôm nay ông cũng cho biết với mức độ kinh tế và thị trường lao động như vậy thì có thể là ngân hàng dự trữ liên bang tính đến chuyện tiếp tục tăng lãi suất nữa. Mặc dù trong năm qua đã tăng tổng cộng là từ 5.5% rồi, tức là mấy đợt tăng, thưa quý vị. Thì bây giờ đã tháng 10, còn tháng 11, tháng 12 thôi. Và nhiều phần người ta đang sợ là ngân hàng liên bang sẽ tăng nữa. Bởi vì ông Powell sợ rằng nếu không tăng đó, thì lạm phát không đạt được cái mức 2% như mong muốn. Hiện nay lạm phát vẫn đang ở mức 3.8%. Thành ra sẽ phải tăng lãi suất nữa để cho cái lạm phát nó giảm xuống. Với cái mức 2% là mức lý tưởng mà ngân hàng ở liên bang đang muốn. Quay trở lại với tình hình Trung Đông thì ngày hôm nay Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo tất cả công dân của Mỹ thận trọng trên toàn thế giới do tình hình căng thẳng giữa Hamas và Israel. Đó là theo đài truyền hình CNBC cho biết ngày hôm nay.
Cảnh báo này cho biết là nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố, biểu tình hoặc hành động bạo lực chống lại công dân và lợi ích của nước Mỹ đang xảy ra. Và Bộ Ngoại giao cảnh báo người Mỹ ở ngoại quốc phải tăng cường sự thận trọng. Bộ Ngoại giao và Tòa Bạch Ốc không trả lời đài truyền hình CNBC về chuyện này. Bởi vì hồi đầu tuần rồi Bộ Ngoại giao có đưa ra cảnh báo về việc này, đặc biệt là du lịch tới Lebanon, và cảnh cáo công dân Mỹ không nên đến nước này do tình hình an ninh khó lường liên quan đến tình trạng phóng hỏa tiễn và đại bác giữa Israel và Hezbollah ở phía bắc của Israel, hoặc các phe phái chiến binh vũ trang khác là họ có thể đụng độ với nhau, chẳng hạn những cái nhóm mà du kích quân ở bên Syria hoặc là ngay cả bên Jordan ở gần sát với lại Israel. Rồi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng hướng dẫn các công dân Mỹ tìm kiếm sự giúp đỡ làm sao ra khỏi Israel, đặc biệt là vùng West Bank, giải Gaza cũng như Lebanon. Đó. Thì nhất là ngày hôm thứ ba rồi có vụ nổ nhà thương ở bên giải Gaza, làm cho nghĩa là người ta lo ngại là có thể là giải Gaza sẽ là cái trọng tâm bị đánh trong những ngày tới. Và hiện nay thì theo Tòa Bạch Ốc cho biết là có khoảng 500-600 công dân Mỹ gốc Palestine sống ở giải Gaza. Và đó là lý do tại sao mà ông Biden yêu cầu ông Tổng thống El-Sisi của Ai Cập mở cửa khẩu Rafah để cho người Palestine có thể đi qua Ai Cập. Thì trong đó công dân Mỹ có thể giải Gaza đi qua cái ngã này, rồi có thể được những cái tàu của Mỹ ở Địa Trung Hải trở về. Sang tình hình bên châu Á, một điều không vui cho nước Mỹ, đó là ngày hôm nay ngũ giác đài theo luật phải báo cáo cho Quốc hội biết tình hình quân sự như nào. Thì trong bản báo cáo ngũ giác đài, tức là Bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết là Trung Quốc đang gia tăng sức mạnh quân sự, đặc biệt là khả năng vũ khí nguyên tử, nhất là những cái loại mà hỏa tiễn xuyên lục địa, và gần như chắc chắn là họ sẽ gia tăng và họ cũng sẽ học được bài học trong cái vụ mà Nga xâm lăng Ukraine để họ có thể nghiên cứu trong vấn đề là thâu tóm Đài Loan trong tương lai. Đó là bản báo cáo Bộ Quốc phòng cho biết như thế. Thì bản báo cáo này đưa ra ngày hôm nay cảnh báo rằng Trung Quốc có thể đang nghĩa là theo đuổi một chương trình võ trang vũ khí liên lục địa mà nếu hoàn tất họ có thể đe dọa các cái nơi của Mỹ ngay trong lục địa, và tức là 48 tiểu bang lục địa và tiểu bang Hawaii và tiểu bang Alaska. Hawaii và Alaska là xa lắm quý vị, họ có thể bắn hỏa tiễn liên lục địa tới đó. Đó là theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ như vậy. Thì cái bản báo cáo này được đưa ra vào cái thời điểm mà thưa quý vị, bây giờ tháng 10, thì nó cũng có một cái thời điểm nhạy cảm là bởi vì tháng 11 tới đây nhiều phần Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc sẽ gặp ông Tổng thống Joe Biden ở bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tổ chức tại San Francisco. Đó. Và bản báo cáo này theo như tôi nói hồi nãy đó là do cái yêu cầu của Quốc hội theo luật là hàng năm Bộ Quốc phòng phải báo cáo cho Quốc hội biết tình hình như nào. Thì trong bản báo cáo này họ đo lường cái sức mạnh quân sự của Trung Quốc mà chính quyền Mỹ thấy rằng là ngày càng đe dọa khu vực, cũng như là đe dọa cái mục tiêu an ninh lâu dài của Mỹ ở tại châu Á. Rồi chưa kể cái chuyện là Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 vừa qua. Thì chúng ta thấy trong những ngày qua Hoa Kỳ đã phải chuyển một số vũ khí cho Israel. Thì cái này cũng làm cho một số người lo ngại là như vậy thì Hoa Kỳ có thể không có đủ vũ khí để ứng phó ở tại vùng Thái Bình Dương, trong khi cái đe dọa của Trung Quốc ngày càng cao. Đó là theo các bản báo cáo nói như thế. Và chưa kể đến cái chuyện là Hoa Kỳ vẫn phải tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine trong cuộc chiến mà kéo dài 20 tháng qua với lại Nga. Tuy nhiên thì cái bản báo cáo này của Bộ Quốc phòng cho biết là cái chiến lược của Bộ Quốc phòng là làm sao duy trì một cái môi trường hoặc là một cái chiến luật để mà kềm chế Trung Quốc, để Trung Quốc không thể đạt được điều này. Nhưng mà cũng rất là khó, bởi vì theo cái tham vọng của Tập Cận Bình, đến năm 2049 Trung Quốc sẽ trở thành một cường quốc quân sự số 1 thế giới. Rồi cụ thể hơn trong bản báo cáo này cho biết là về các cái đầu đạn nguyên tử. Thì bản báo cáo này cho biết là tới năm 2035 Trung Quốc có thể có thêm 1.500 cái đầu đạn nguyên tử nữa. Hiện nay họ có 1.000, tức là vị trí họ sẽ có 2.500. Trong khi đó thì số đầu đạn nguyên tử của Mỹ hiện nay là 3.750. Đó, tức là chúng ta thấy nếu mà bây giờ họ có 1.000, đến 2035 họ có 1.500, nên là họ 2.500. 2.500 là họ cũng coi như hơn một nửa của cái số 3.750 cái đầu đạn nguyên tử của Mỹ. Đó là cái những cái thách thức đối với quân đội Mỹ qua cái bản báo cáo của Bộ Quốc phòng ngày hôm nay. Và cuối cùng thưa quý vị, một người đàn ông ở thành phố Visalia ở tại California quá may mắn.
ông này đi mua vé số, số cào á. Ông vô cái ông bán số, hỏi anh chọn số nào, bảo tôi chả biết chọn sao, ông chọn giùm tôi. Thì ông này ông chọn giùm, chọn giùm sang rồi ông cào ông hết hồn luôn, trúng 10 triệu đô la. Ông bảo trời, cái này chắc là Chúa chọn, thượng đế chọn ông này. Tôi mà nếu mà chọn thì không được cái này. Đó. Ông bảo sao số tôi may mắn quá. Rồi ông cũng nói luôn có cái may mắn nữa là trước đó ông đi qua cây xăng kế bên. Ông định đổ xăng, cái cây xăng nó đóng cửa quý vị. Thành ra mới vô cái cây xăng của anh này mới đổ xăng cho, mới nhờ cái ông bán xăng. Ông chọn đại số tôi đi, chọn nó cào tại chỗ trúng 10 triệu. May quá, bảo nếu mà tôi chọn chắc không trúng, chắc trúng mà trúng zero đồng. Đó. Thì đó là câu chuyện lý thú, đúng là ông này bảo Chúa phán sai cái ông này xuống. Thứ nhất là Chúa khiến cái cây xăng đóng cửa, thành ra nó chạy vào cây xăng này. Thứ hai là vô cây xăng này, Chúa khiến có ông này chọn cái số làm tôi, đúng là người may mắn. Và đó là những tin đáng chú ý trong phần điểm tin trong ngày hôm nay gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình sau.